những việc này không những ở trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều ngay trong xã hội hiện thực nếu như hơi lưu ý một chút báo ứng thiện ác đều ngay nhãn tiền nếu như chúng ta mong cầu hướng lành lánh dữ thì những báo ứng này không những là hình mẫu tốt nhất cho chúng ta học tập nó cũng đủ để cảnh giác cho hành vi của tạo tác và khởi tâm động niệm của chúng ta Cảm ứng thiên trong đoạn này Đã kể một câu chuyện cho chúng ta vào thời triều tùy Có một vị xuất gia Tuổi tác ra ngoài 100 tuổi Vô cùng khỏe mạnh Ông thông đạt Giáo nghĩa Pháp Hoa Thường hay nói với người ta quả báo mà ông có được rất thù thắng rất khiến người ta ngưỡng mộ nói quả nhất định có nhân nhân được tạo thành như thế nào vậy ông phụng hành lời dạy của phật y giáo phụng hành bồ tát phổ hiền dạy người Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Sám trừ nghiệp chướng Bốn câu này Có thể nói đã bao gồm hết Sự tu học của Bồ Tát rồi Vì xuất gia này ông làm được rồi ông nói ông cả đời tôn kính đối với người già giống như đối với cha mẹ của mình vậy cách nói này người trước đây có sự thể hội rất sâu còn ngày nay thì khó rồi Khó ở chỗ nào vậy Ngày nay con cái bất hiếu với cha mẹ Bất kính cha mẹ Bằng bảo họ đối đãi với tất cả người già Giống như đối đãi với cha mẹ Họ nghe xong vẫn rất bình thản Đây là Phong khí xã hội Giáo dục xã hội Vào thời đại này Bảo người có thể hồi tâm chuyển ý thực sự là độ khó đã tăng thêm gấp rất nhiều so với trước đây tôn kính đối với tất cả chúng sanh phải giống như tôn kính đối với phật bồ tát vậy cách nói này vào ngày nay chúng ta nghe đến cũng khá là thờ ơ rồi vì sao vậy? Người hiện nay bất kính với Phật Bồ Tát Bất hiếu với cha mẹ Bất kính Phật Bồ Tát Cho nên mới chiêu cảm đến Tai nạn to lớn Loại tai nạn lớn này Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Một ngày trước khi giảng sanh Đã nói với một số học trò Thầy nói cái tai nạn này Phật Bồ Tát thần tiên đến Cũng không thể cứu nổi Thầy nói lời này xong Ngày hôm sau thầy liền giảng sanh Chúng ta thử nghĩ lời này nói rất có đạo lý ngày nay ở trong cái xã hội này không có tấm gương tốt về hiếu thuận cha mẹ không có tấm gương tốt về tôn kính phật bồ tát một người thật sự hiếu thuận cha mẹ người tôn kính phật bồ tát không những không dám làm càng làm bẫy mà ngay cả việc khởi một niệm ác Cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ Cảm thấy trái ngược với lời dạy của Phật Bồ Tát Hiện nay ở trong xã hội này đi tìm ở đâu chứ Người thế gian đều là thấy lợi quên nghĩa Chung sống giữa người với người là quan hệ lợi hại đạo nghĩa không còn nữa thì họ sao mà không gặp nạn được chứ cho nên tuổi tác cao rồi từng trải nhiều rồi thì đối với nguyên nhân của tai nạn sẽ tương đối dễ dàng hiểu rõ có sự thể hội rất sâu nhưng mà chúng ta khuyên bảo người khác người ta không tin được bản thân có thể tin hay không chính mình thật sự tin được thì nhất định quay đầu rồi ở nơi nào có tai nạn chúng ta đến nơi đó đến cùng nhau đảm đương với người bị nạn quyết định không trốn tránh tuyệt đối không có loại ý nghĩ này có ý nghĩ trốn tránh tai nạn thì cái ý nghĩ tự tư tự lợi đó của bạn chưa buông xả tìm một nơi an toàn để làm gì vậy để cất giữ pháp bảo hy vọng không phải bị quỷ diệt ở trong cái tai nạn này chúng ta nhìn thấy thạch kinh phòng sơn ở gần bắc kinh đó chính là đại biểu tốt nhất của việc mà người xưa đã làm đem toàn bộ đại tạng kinh khắc vào trong đá cất giữ ở trong núi sâu bộ đại tạng kinh này vô cùng hoàn chỉnh hiện nay cái có được ở trong đại tạng kinh của chúng ta thì nó toàn bộ đều có cả còn có một số cái mà trong đại tạng kinh hiện nay của chúng ta không có những kinh điển bị thất truyền thì ở trong đó vẫn còn một số thật là hiếm có mấy trăm người làm việc đã làm việc một ngàn năm đem việc lớn này đã làm viên mãn rồi vì sao họ làm như vậy là để lưu truyền cho người đời sau vì sợ Phật pháp sẽ bị hủy diệt ở trong tai nạn ở trong lịch sử Trung Quốc mọi người đều biết Tam Vũ diệt pháp cho nên mọi hành động không có gì không phải gì chúng sanh gì Phật pháp kinh luận phật pháp tổ sư đại đức thường nói là con mắt của trời người là trí huệ chân thật cái này phải bảo tồn tôi trong đời này cũng làm công việc lưu thông phật pháp Lượng Phật Pháp quá lớn Quá rộng Năng lực tài lực của bản thân chúng tôi Vô cùng hữu hạn Cho nên Tôi lưu thông Có nguyên tắc Cái thứ nhất là lưu thông Kinh điển thất truyền Nhìn thấy kinh điển này số lượng rất ít Lượng lưu thông không lớn Sợ rằng Ở trong chiến loạn Ở trong tai nạn sẽ bị thất truyền nên chúng tôi phải in lượng lớn tặng đi khắp thế giới dùng phương pháp này để bảo tồn một nơi có tai nạn tổn thất rồi còn có một nơi khác không gặp nạn không phải vì chính mình tôi không có thời gian để đọc những kinh luận này chỉ là vì bảo tồn những kinh sách này cho nên in ấn tặng khắp các nơi một cái khác phải in nữa chính là chúng tôi hiện nay đang giảng giảng dạy học tập một số kinh luận sách tham khảo này tôi đây là bản thân một đời in kinh tổng điểm là ở chỗ này những cái khác là do có rất nhiều người ủy thác đó là từ họ đem tiền đến nhờ chúng tôi in thay cho họ cái này có thể số lượng của chúng tôi từ một ngàn bản trở lên tính giá cho bạn bao nhiêu tiền bạn đem tiền đến chúng tôi gánh giác trách nhiệm thay bạn in thay bạn tặng đây là do gặp phải sự hạn chế về nhân lực tài lực Bất đắc dĩ mới dùng phương pháp này để lưu thông Vào trước đây Đây không phải chỉ một mình tôi Trong giới học thuộc Trung Quốc Điều lo lắng nhất là Tứ khố toàn thư sợ sẽ bị hủy diệt mất trong tai nạn nếu không lưu truyền lại được đây sẽ là điều đáng tiếc lớn nhất từ cuối đời nhà thanh gần như là trong nửa thế kỷ ở trong giới học thuật nó không ít người muốn đem tứ khố toàn thư phiên dịch rồi in ra lưu hành hy vọng nó không bị mất đi nhưng mà phân lượng quá lớn không có tài lực lớn như vậy cũng không có những cơ duyên này sau khi triều thanh mất nước Cục diện Trung Quốc là bị quân phiệt các cứ. Bị ngoại xâm áp bức. Tiếp đó là kháng chiến. Mãi cho đến Đài Loan mười mấy năm gần đây Kinh tế chuyển biến tương đối tốt Có được tài lực Mọi người liền nghĩ đến vấn đề tứ khố toàn thư Cho nên thương vụ ấn thư quán Đã nhóc hết sức Hoàn toàn là vì muốn bảo tồn văn hóa Tin những sách này đều không lấy tiền lợi Đây là vì bảo tồn văn hóa Đã in được 300 bộ khi họ in Có người đến nói cho tôi biết Tôi đoán khoảng 300 bộ Hỏi họ quá nhiên là 300 bộ Vì sao không in nhiều hơn In nhiều không có người mua Cũng không có chỗ dùng Sách nhiều như vậy ai cần chứ Chỉ có thư viện lớn Sách này nếu đem cho bạn Bạn cũng không có chỗ để cất giữ Chúng tôi đến nơi đó để mua Là mua được một bộ cuối cùng Một bộ cuối cùng này là người Nhật Bản nhường cho chúng tôi Người Nhật Bản đặt với họ rồi Mà không có tiền thanh toán Đem xuất mua này nhường lại cho chúng tôi Người Nhật Bản còn yêu cầu chúng tôi Một khoản xem như là phí giới thiệu Muốn lấy 120.000 đại tệ Tôi cũng tặng cho họ chúng tôi có được một bộ cuối cùng ngoài ra còn một bộ cũng vô cùng quý báu là tứ bộ bị yếu tứ khố đương thời chỉ có bảy bộ là bảy bộ viết tay ở trong thời kỳ chiến loạn đã mất hết một nửa hiện nay chỉ còn ba bộ hoàn chỉnh trung quốc đại lục có đài loan có Dường như viện bảo tàng Anh Quốc cũng có một bộ Không biết có phải là viện bảo tàng Anh Quốc Tôi nhớ không rõ Chỉ còn ba bộ hoàn chỉnh Còn có một số bộ khác bị thiếu Chỉ còn lại dũng giặc mà thôi Ba trăm bộ này Cất giữ trên toàn thế giới các thư viện lớn, thư viện trường học Vậy là không dễ gì bị mất rồi Nếu như không phải quỷ diệt cả thế giới Thì những sách vở này có thể bảo tồn lại được Bị yếu vô cùng quý báo Bị yếu chỉ còn lại một bộ Là độc bản Cho nên mọi người đặc biệt xem trọng Ở Đài Loan Thư cục Trung Hoa đã đem nó in ra rồi Một mình tôi đã mua ở họ 34 bộ Chia tặng cho Trung Quốc Mỗi một tỉnh, mỗi một thành phố đặc biệt Tặng cho thư viện trường học của họ Bản thân tôi đã giữ lại hai bộ Một bộ ở Dallas, Mỹ Một bộ hiện nay ở Brisbane Chúng tôi đều là gì nghĩ cho những trân bảo này Mấy ngàn năm nay liệt tổ liệt tông cổ thánh tiên hiền trí huệ của các ngài sự kết tinh của các ngài đối với thể nghiệm cuộc sống lưu truyền cho người đời sau đây là trân bảo vô giá việc chúng tôi làm là sự việc này không phải con người con người chẳng sao cả người là sinh vật sống thật sự khi tai nạn đến còn có thể chạy trốn tránh những thứ này khi có tai nạn đến muốn dọn chuyển đi cũng không thể chuyển được cái tổn thất này là còn nghiêm trọng hơn so với tổn thất mạng sống của chúng ta cho nên chúng ta phải biết hết sức quý trọng biết vì hạnh phúc lợi ích của toàn nhân loại vì trí huệ của toàn nhân loại chúng ta có trách nhiệm gìn giữ có trách nhiệm vì họ bảo quản thật ổn thỏa đời đời truyền nhau Khởi tâm động niệm Quyết không phải vì cá nhân Quyết không phải vì đoàn thể nhỏ Mà vì quốc gia, dân tộc Vì toàn thể nhân loại Cái ý thức này Chỉ có càng ngày càng tăng Tuyệt đối không được xúc giảm Loại ý thức này nếu đã xúc giảm Liền đọa lạc tam độ đó lạc ác đạo Chúng ta phải hiểu rõ Loại ý thức này Nếu như thật sự là càng ngày càng tăng Từng ngày có tiến bộ Không những là một động lực quan trọng cho tu đạo học phật của chúng ta mà thúc đẩy chúng ta dũng mãnh tinh tấn một cách rất tự nhiên không cần tác ý hằng ngày ở đó tích công lũy đức đây cũng chính là như phật ở trên kinh đã vì chúng ta mà dặn dò vậy phật nguyện mong chúng ta thọ mạng dài lâu cần mẫn hành trì hết thảy thiện pháp dặn dò chúng ta có trí huệ có phước đức có thể đi giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn lời dặn dò của phật bồ tát chúng ta có thể tiếp nhận hay không những lời dặn dò văn tự dặn dò này chúng ta nghe rồi thấy rồi nếu như không có lưu ý là không khởi tác dụng được thế nào gọi là lưu ý vậy nghe rồi thấy rồi lưu vào trong ý thức của chúng ta chúng ta phải thường xuyên tư duy thường xuyên thể hội chăm chỉ nỗ lực phụng hành đem nó ứng dụng vào trong đời sống chúng ta lời dặn dò của phật bồ tát chúng ta thực sự tiếp nhận được rồi Cho nên tất cả phải vì chúng sanh mà nghĩ Vì chính mình mà nghĩ là hoàn toàn sai rồi Hiện nay toàn thế giới có tai nạn Nhất định phải có trí huệ chân thật phương tiện thiện xảo giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn chuyển hóa cái tai nạn này hôm kia có đồng tu nói với chúng tôi biết họ tiếp xúc với cha cố của thiên chúa giáo là một vị thầy tôn giáo rất có tu dưỡng có đức hạnh nghe họ nói tai nạn sắp giáng xuống rồi thầy nói nhưng không biết có một sức mạnh gì đó đang ngăn cản nó lại hiện nay cái tai nạn này hòa dịu rồi Chúng tôi nghe xong lời này Ở trong tâm có suy nghĩ Tai nạn vừa hòa diệu Thì những lời thiên tri này đều là giả Tạo tác tội nghiệp sẽ không có sao liền tạo nhiều một chút Con người càng ngày càng phóng túng Thì cái tai nạn này lập tức liền giáng xuống ngay Cho nên chúng ta dũng mãnh tinh tấn Quyết định không được giải đãi Tôi thường nói Chúng ta niệm Phật là vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới mà niệm Chúng ta nghiên cứu kinh giáo, chúng ta giảng kinh Khởi tâm động niệm hành vi tạo tác Không có gì không phải vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới mà nỗ lực Không được một mảy may buông lơi Tuyệt đối không nên cho rằng Không có tai nạn Không có cái sự việc này nữa rồi Vì thì từ đây có thể buông lung một chút Hãy vừa buông lung Thì ba liền có cơ hội Càng gì đều xem qua Tam muội thủy sám Quốc sư ngộ Đà Người đời là cao tăng Thật sự tinh tấn Nên oan gia trái chủ không thể đến gần Hơi một chút buông lơi Thì ma đã chiến thắng rồi Gần như là giao nợp mạng Việc này đáng để chúng ta cảnh giác Hãy thử xem pháp sư đế nhàn năm xưa vị đệ tử tham thiền đó của ngài mỗi ngày dũng công tinh tấn oan quỷ không thể nhập vào người đến khi làm hòa thượng thủ tọa địa vị cao rồi sự tinh tấn đã lơi lỏng Ý nghĩ ngạo mạn khởi lên Hoàng gia liền tìm đến thân Cũng như đã nộp mạng Vì một cá nhân còn như vậy Chúng ta ngày nay vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới Quên mình vì người Không được mấy may lơi lỏng Cứu chính mình Chính mình sao cũng được Có đáng gì Nhất là tôi Rất nhiều đồng tu Quen tôi đều biết Tôi nhiều năm xưa khi chưa có học Phật Xem tướng đoán mạng Đều nói tôi không sống qua 45 tuổi Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi Đáng lẽ đã chết lâu rồi Tôi còn sợ chết gì nữa Tôi không sợ Tất cả gì chúng sanh khổ nạn Trên Kinh Phật nói Thế gian người khổ nhiều Chúng ta vì những người này mà sống Cũng vì những người này mà chết Cho nên nhất định không có lý do chạy trốn Không nên trốn tránh Ở nơi nào có tai nạn ta đều muốn đi Nhưng mà đi cũng phải có duyên phận Không có duyên phận cũng không được miễn cưỡng Phần dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên chúng ta hiểu được cái đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật biết mình cần phải làm như thế nào nhưng mà phải nhớ kỹ việc tốt lắm dày dò bạn làm việc tốt người đố kỵ bạn nhiều người chướng ngại bạn nhiều người phá hoại bạn cũng nhiều thậm chí còn có người muốn hãm hại bạn chúng ta đều rõ ràng đều minh bạch những người đó là tạo tác nghiệp chướng Họ đang tạo nghiệp Chúng ta quyết không thể gì Bị họ phỉ báng, Họ xí nhục Họ hãm hại Mà chúng ta liền không làm nữa Thế thì bạn đã cúi đầu trước ma dương rồi Chúng ta vẫn cứ làm Chỉ cần hơi thở này chưa dứt thì ta nhất định sẽ không buông chúng ta chỉ là vì lợi ích chúng sanh lợi ích xã hội không vì chính mình họ tạo tội nghiệp của họ còn ta làm công việc cần làm của ta vậy thì đúng chúng ta làm được chánh hạnh được chánh thì tam bảo gia trì các đồng tu từ trung quốc đi đến bên này con người nói như tôi trung quốc Có một số người là lão tu hành Là người lão tu hành 80-90 tuổi Nói như người trẻ lạ Thế gian này có tai nạn Nói Singapore không có tai nạn Các bạn có cơ hội hãy đến Singapore Singapore tại sao không có tai nạn chị? Ở nơi này có Phật Pháp Có Phật Bồ Tát Có Thần Hộ Pháp ở nơi đây bảo vệ họ đến hỏi tôi thần hộ pháp là ai là chính bạn bản thân bạn cần mẫn nỗ lực tu trì đoạn ác tu thiện chuyển mê thành ngộ bạn chính là phật bồ tát bạn liên có thể bảo vệ cái nơi này bản thân chúng ta tâm hành bất thiện vì bạn tương ưng với yêu ma quỷ quái Tâm thiện hạnh thiện là tương ưng với Phật Bồ Tát Vậy mới có thể cảm được Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần phù hộ Đạo lý là ở chỗ này Cho nên bạn đến Singapore Tôi vô cùng quan nên Vào niệm Phật đường Mỗi ngày 24 giờ niệm Phật Hai giờ nghe kinh Kinh nhất định phải nghe Không nghe kinh không hiểu lý Sau khi hiểu rõ lý rồi Tu học mới như Pháp Giải hành tương ưng Đính huệ cùng học Việc chúng ta ngày nay làm hoàn toàn không có thành tích gì là thật tốt có thể nói chúng ta mới chỉ chạm được một chút ở ngoài rìa mà thôi nhưng mà khu vực khác chưa có người làm chúng ta chịu làm muốn làm sẵn lòng làm cần mẫn nỗ lực làm dùng công đức chân thật mới hồi hướng được nếu không thì lấy gì hồi hướng chứ hy vọng các đồng học chúng ta cùng nhau khích lệ cùng nhau nỗ lực quyết định không được giải đãi Quyết định không được phép xem thường. Cái thế gian này càng yên ổn, chúng ta càng phải nỗ lực. Các vị đồng học, xin mời xem cảm ứng thiên, câu thứ hai mươi ba. Côn trùng thảo mộc chớ nên thương tổn hai câu nói này chính là nói nhân từ với nhân dân yêu thương mọi vật từ bi bình đẳng côn có nghĩa là nhiều cũng chính là nói tất cả những loài côn trùng sâu bọ lớn nhỏ động vật nhỏ còn không muốn làm tổn hại Huống hồ động vật lớn Đây là thật sự Nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta Ở trong ba loại bố thí đây là thuộc về bố thí vô ý Quả báo của bố thí vô ý Là khỏe mạnh trường thọ Ngũ phúc mà người Trung Quốc nói Có hai loại quả báo này Cho nên chúng ta Nhìn thấy quả Thì phải biết tu nhân như thế nào người chân thật chịu tu nhân vì sao nhất định có quả báo tốt nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy bộ sách cảm ứng thiên này đều là khuyên người tu nhân thiện Đoạn duyên ác Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta khởi tâm động niệm Mọi thứ tạo tác Nói thật ra Thì thiện ít mà ác nhiều Ở trên kinh luận Phật nói với chúng ta phiền não là đứng đầu là giống như Bách Pháp Minh Môn Luận Quy Nạp lại nói Phiền não có 26 loại lớn Thiện Pháp chỉ có 11 loại Cho nên Tập khí ác của chúng ta Quả thật nghiêm trọng hơn So với Tập khí thiện rất nhiều Đối với động vật nhỏ Nhất là như mũi kiến Những động vật nhỏ này Khi nhìn thấy Trong vô ý đã giết hại nó Có lý do hay không? Hoàn toàn không có lý do Nguyên nhân gì vậy? Tập khí Tập khí ác cho nên thánh nhân thế xuất thế gian vậy chúng ta bồi dưỡng tâm từ bi bắt đầu bồi dưỡng từ đâu vậy từ việc yêu quý mạng sống của những động vật nhỏ người học phật biết đó cũng là một mạng sống cái thân nó thọ là nghiệp bất thiện của nó trong đời quá khứ nên nó thọ cái thân nhỏ như vậy chúng ta trong đời quá khứ không biết bao nhiêu lần giống như nó vậy thân tướng dù nhỏ hơn đi nữa động vật dù nhỏ hơn đi nữa thì nó vẫn là một thần thức làm sao có thể sát hại không những không được sát hại mà khiến nó sanh phiền não Thì chúng ta cũng đều có lỗi lầm Ngay cả động vật nhỏ này cũng có thức Sao có thể dùng tâm ác Đối với người ta chứ Phật nói cho chúng ta biết Động vật càng nhỏ Thì càng đần độn Ngu si động vật lớn, tánh linh cao một chút, cũng chính là tương đối thông minh hơn một chút. Đây là cách nói thông thường. Nhưng trên thực tế chúng ta tư duy thật kỹ, cách nói này rất khó đứng vững được. Bởi vì chúng ta quan sát, kiến cũng rất thông minh. tổ chức xã hội của nó rất chặt chẽ có kiến chúa phân công biết phân công có thể thấy nó hoàn toàn không phải rất ngu xuẩn ở trong loài côn trùng biết bay như ông mật nó cũng có tổ chức nó có cái xã hội của nó sao có thể nói nó hoàn toàn là gu si chứ những chân tướng sự thật này chúng ta hãy quan sát thật kỹ ở thế gian những nhà động vật học chuyên nghiên cứu động vật sự quan sát của họ tinh tế tỉ mỉ hơn người thông thường nghiên cứu động thái đời sống của chúng từ trong động thái đời sống có thể thể hội được tâm cảnh của chúng cho nên nhất định không nên cho rằng giết chúng đại khái cũng không vấn đề gì chúng rất ngu si không biết trả thù ý nghĩ này của chúng ta nghĩ đã sai rồi trong sách xưa có ghi chép một bạn nhỏ cứu đàn kiến kiến bị nước nhấn chìm đã giúp đàn kiến này dẫn đường lên bờ kiến biết báo ân có thể thấy chúng có tánh linh thế là chúng ta từ chỗ này liền có thể thế hội được nó đã biết báo ân thì nếu bạn giết hại nó nó cũng sẽ biết báo oán động vật nhỏ như vậy đều có tánh linh đều biết báo ân báo oán thì huống hồ là động vật lớn Cho nên ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật khuyên mọi người Không nên ăn thịt chúng sanh Trên Kinh Phật lại nói rất rõ ràng Nói rõ nguồn gốc chiến tranh Của thế gian là gì? Chính là ăn thịt chúng sanh Hoàn oan tương báo Không bao giờ ngừng dứt nhưng mà ngày nay người thế gian ai tin những lời này chứ chúng ta khuyên người khác người ta nói chúng ta là mê tín châm biếm chúng ta thì còn cách gì chứ thế tôn năm xưa còn tại thế phương thức sống là đi thác bát đi thác bát Tóm lại cũng không muốn thêm phiền phức cho người ta Nói thật ra Thế tôn cả một đời Đều không muốn thêm một mảy may phiền phức nào cho người khác Chúng ta nhìn thấy trên kinh Tất cả tùy duyên Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Cho nên đi thác bát Người ta cho cái gì thì ăn cái đó Quy định không phân biệt Không chấp trước Cho nên người ta cho ăn thịt thì ăn thịt Cho cái gì ăn cái đó Quyết không phải là đề xướng việc ăn thịt phải hiểu rõ cái đạo lý này Đó là từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Không phải là Bảo người ta phải làm riêng đồ chay Cho người xuất gia Sẽ tăng thêm phiền phức Là đạo lý như vậy Cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm Khuyên người ăn chay Lương Võ Đế ở Trung Quốc khi đọc đến kinh văn này đã cảm động rất sâu bản thân ông liền ăn trường chay ăn chay trường rồi ông là đại hộ pháp của cửa phật toàn tâm toàn lực hộ trì đối với phật pháp bản thân ông ăn chay trường khuyên bảo người xuất gia cũng nên ăn chay trường cho nên phật giáo trung quốc ăn chay là nho lương võ đế đề xướng cái đề xướng này là chính xác thuận theo lời dạy của phật đà chúng ta biết phật giáo trên toàn thế giới chỉ có phật giáo trung quốc là ăn chay phật giáo nơi khác đều không có ăn chay đây là thuận theo lời giáo giới của phật chúng ta phải có thể thể hội được động vật nhỏ hơn đi nữa cũng hoàn toàn giống như một con người nó bất hạnh luân hồi bị cái thân tướng như vậy chúng ta nhất định không thể xem nó nhỏ yếu mà ức hiếp nó đó quyết định là sai lầm ở trong chú giải nói rất rõ ràng không những nó có linh tánh nó cũng có phật tánh phật nói ở trên kinh tất cả chúng sanh đều có phật tánh đã có phật tánh thì đều sẽ làm phật chúng ta sao có thể hại phật chứ sao có thể giết phật bản thân chúng ta tu hành muốn thành phật còn muốn đi giết hại phật bạn làm sao có thể thành phật được chứ cho nên phật chế định giới luật điều thứ nhất là không sát sanh cái ý nghĩa này quá sâu quá rộng rộng Nếu như không phải Đọc tụng đại thừa Hiểu sâu nghĩa thú Thì giới điều không sát sanh này Rất khó thể hội Thật sự làm được không sát sanh Thử hỏi xem những động vật nhỏ này Còn có thể làm tổn thương bạn được không Không còn có. có thể thấy nó có trí huệ Nó có lựa chọn Thời cận đại ở trong cao tăng truyện Cái gì đều biết Ấn quan đại sư những động vật nhỏ đều không làm tổn hại Ngài Căn phòng Ngài ở Mất luận đến nơi nào Căn phòng Ngài ở Bạn đi tìm ruồi mũi Bọ chét kiến Tìm những loại côn trùng này Một con cũng không thể tìm ra Bình thường thì rất nhiều Ngày vừa đến nơi đó ở là không còn nữa những đồng vật nhỏ này đã dời nhà đi rồi Nhà Phật chúng ta nói là dời đơn Nó dọn nhà rồi Tại vì sao Lão Pháp Sư có thể có cái cảm ứng như vậy Chúng ta thì không có Việc này đáng để chúng ta phải suy nghĩ Chúng ta cần suy nghĩ nhiều Đây là đạo lý gì? Chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi. Tâm chân thành trên có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, dưới có thể cảm động thiên địa quỷ thần. Ngay cả quỷ thần ở cõi ngạ quỷ Cũng có thể cảm động huống hồ Những động vật nhỏ của đường xuất sanh này chứ Đều sẽ bị cảm động Đây là điều chúng ta phải nên biết Cho nên người có tu hành chân thật Nhìn thấy những động vật nhỏ này Đều là chấp tay niệm Phật Niệm Tam Quy Y Quy Y Phật Không đọa địa ngục Quy Y Pháp Không đọa ngạ quỷ Nguy y tăng không đọa bàn xanh Tôi nghĩ mọi người đều nghe qua rồi Chúng ta có thật sự đi phụng hành hay không? Rất nhiều người thường hay quên nó mất rồi Ba câu nói này Là lời chúc phúc Đối với những động vật nhỏ này Cũng là nhắc nhở chúng Chúng ta nói nó hiểu hay không Ngôn ngữ không hiểu Nhưng linh tánh là thông hiểu Phần tâm trí thành Chúc phúc trí thành đó của chúng ta nó quả thật là có thể cảm nhận được chỉ cần chân thành thế nào là chân thành vậy nhất tâm là chân thành chúng ta vì nó mà chúc phúc vì nó mà niệm tâm quy y cái tâm này nếu không chân thành xen tạp tán loạn vậy thì không hiệu quả rồi nếu như thực sự là tâm chân thành thì sẽ có hiệu quả tâm chân thành không phải đối với một việc phải đem cái tâm này ngày ngày bồi dưỡng lên tâm chân thành thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi đây là chân tâm của chúng ta tánh đức vốn có trong tự tánh chúng ta có chư phật bồ tát có tất cả chúng sanh đều có Thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật Tánh đức của các ngài hiên tiền Tánh đức Tự tại Tánh đức của chúng ta Bị chôn dùi Ở trong tập khí phiền não Tuy là có mà không khởi tác dụng Cho nên Phật dạy chúng ta Phải khắc phục phiền não Khắc phục chướng ngại Phải khiến tánh đức hiện tiền Cái mà nhà nho nói là Khắc niệm tác thánh Cũng là cái ý nghĩa này Khắc phục phiền não Khắc phục tập khí Là quan trọng hơn hết căn tánh mỗi người đều không như nhau người thiện căn phước đức dày thì dễ dàng người thiện căn sâu vừa nghe liền sáng tỏ Họ có thể làm được Người phước đức dày Tuy đối với đạo lý này Chưa có thông đạt Sau khi nghe rồi Họ sanh tâm quan hỷ Họ cũng rất muốn làm được Chúng ta ngày ngày nghe kinh Ngày ngày đọc Đại Thừa Mà không thể làm được Thì tự mình biết được Thiện căn phước đức của bản thân chúng ta mỏng cỡ nào Vậy thì phải làm thế nào Nghe nhiều Đọc nhiều Bồi dưỡng thiện căn Phước đức của chúng ta duyên chín muồi rồi thì sẽ quan hỷ một cách tự nhiên đem không sát sanh làm được triệt để làm được cứu cánh viên mãn không những không sát hại tất cả chúng sanh mà tuyệt đối cũng sẽ không khiến chúng sanh phiền não không sát hại chúng sanh được quả báo trường thọ không não hại chúng sanh được quả báo khang ninh khang ninh là thân tâm an lạc một người cả đời không có những việc phiền muộn không có những việc phiền não đây là khang ninh quả báo của khang ninh là do không muốn làm cho tất cả chúng sanh sanh phiền não Quả như thế nào thì nhân như thế đó Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy Cái sự việc nhân quả này quy kết đến cuối cùng Thật sự chính là bốn chữ Tự làm tự chịu bản thân chúng ta tu thiện thì bản thân chúng ta nhận phước báo bản thân chúng ta tạo ác thì chúng ta nhất định phải chịu ác báo nhất định không được phép oán trời trách người oán trời trách người là tạo nghiệp lớn tạo tội nghiệp thế gian biết bao nhiêu người không hiểu cái đạo lý này cho rằng tất cả việc bất như ý là người khác tạo cho ta người khác kiếm chuyện với ta sai rồi là tự làm tự chịu người khác kiếm chuyện với ta tại vì sao không kiếm chuyện với người nào mà chỉ có đến tìm mình ta ta với họ trước đây có ác duyên Họ kiếm chuyện với ta Là trả thù Ta hiểu rõ rồi cần phải tiếp nhận Tiếp nhận quả báo Mà không có một mảy may ý niệm oán hận Thì cái oan kết này Đã gỡ ra rồi Hóa giải rồi Thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta hoàng gia nên giải không nên kết không nên kết oán với người thì trên đường bồ đề mới thuận bùm xuôi gió ở trong cuộc sống một đời này thật sự là kiết tường như ý đều do tự mình tu mà có